Xin chào mọi người. Vân đang có mặt tại công viên Hùng Vương, thì phố biển La Di, Bình Thuận. Đây là linh vật của La Di năm 2024, một con rồng. Rồng, linh vật rồng năm nay được thị xã La Di làm từ những cái chậu hoa, nhìn rất là đẹp. Phố biển La Di được định hướng sẽ lên thành phố trong khoảng thời gian từ năm nay cho tới năm 2025. Năm nay thì được đặc biệt cái làm linh vật rồng năm 2024 thì rất là đẹp, từ những cái hoa nằm ngay chỗ công viên chính của thị xã luôn, đối diện với lại cổng ủy ban nhân dân thị xã La Di. Thì trên mạng là cả đã thấy là có rất là nhiều bình luận về con rồng này, đa phần là những lời khen ngợi rất là đẹp. Rồng được làm từ những chậu hoa màu vàng, màu tím, xung quanh cũng là một bãi hoa luôn. Riêng ở trong miệng rồng cũng đang ngậm hoa ở trong, chắc là phun hoa, nhưng mà nhiều người kêu là rồng ăn hoa, nhưng mà mình nghĩ, Vân nghĩ là đây là rồng chuẩn bị phun hoa ra ngoài. Công viên La Di, phố biển La Di hiện tại cũng đang được trang trí rất là hoành tráng. Bên đây là sân khấu, một cái sân khấu rất là lớn, đèn đóm được nhân viên đang bày biện. Dọc theo công viên hai bên đường thì là những cái tiểu cảnh về hoa. Còn có cả những cái chòi Tết, những cái ngôi... Có cả cổng hình trái tim để chụp hình. Nếu như mà hoàn thiện xong cái công viên đón Tết thì chắc là rất là nhiều điểm để check in, để chụp ảnh. Hy vọng là mọi người sẽ có những cái tấm ảnh thật là đẹp. Và cùng với công viên phố biển La Di năm 2024, năm Giáp Thìn.